Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 25. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số tập phân, trang 70. Viết vào chỗ chấm. Ví dụ 1. 725 kg đổi ra tấn là bao nhiêu? Như vậy là từ mà kg mà đổi ra tấn thì chúng ta sẽ chia cho 1.000. 725 chia cho 1.000, rồi cái này chia cho 1.000 nó là bằng là 0,725. Vậy 725 kg là bằng bao nhiêu tấn? Là 0,725. Cái này là 4 tấn 3 tạ, đổi ra tấn là bao nhiêu? Như vậy tấn và tấn này chúng ta giữ nguyên, con số 4 này vẫn giữ nguyên này, còn cái tạ này chúng ta sẽ đổi ra tấn. Tạ đổi ra tấn là 3 phần 10. 3 phần 10 là bằng là 0,3. 0,3. 0,3 ta cộng với 4 là bằng là 4,3. Và này là bằng 4,3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 1. Số thập phân. 14 tạ đổi ra tấn. Như vậy chữ tạ mà đổi ra tấn này là chúng ta sẽ chia cho 10. Chia cho 10 là 1,4 tấn. À, thầy viết cái giải đơn vị cho các em xem. Thứ nhất là tấn này, tạ này, yến này, kg này, hectogram này, decagram này và gam. Đó là cái giải đơn vị đo. Thì hai đơn vị đứng liền kề nhau thì hơn kém nhau là 15. 72 yến mà đổi ra tấn, đây yến mà đổi ra tấn thì cái này chúng ta sẽ chia cho 100. Từ yến này đổi ra tấn này chia cho 100. Như vậy 72 ta chia cho 100 là bằng là 0,712. Tại vì chia cho 100 nó là chúng ta 100 là hai chữ số 0. Hai chữ số 0 như vậy sao dấu phải là hai chữ số như vậy là được. Kg mà đổi ra tấn, đây từ kg đổi ra tấn thì chúng ta sẽ chia cho 1.000. Như vậy cái này chia cho 1.000 hay gọi là 5 phần nghìn. 5 phần nghìn như vậy chữ cái này là 3 chữ số 0. Và trước tiên là 0 phải này, 0, 0, 5. Đó, đủ 3 chữ số. Cái chữ số 5 này nó sẽ đứng cuối cùng chứ không được đứng đây. Nó đứng đây nó là những số 2 sau nó không có ý nghĩa. Rồi, câu B là 54 tấn 6 tạ đổi ra tấn. Như vậy 6 tạ mà đổi ra tấn là bằng là 0,6. Riêng cái chỗ này là bằng 0,6. 0,6. Ta lấy số 0 này ta cộng này, cái phần nguyên này, số 0 ta cộng với 54 là 54,6. Rồi đây tấn giữ nguyên, yến. Từ yến mà đổi ra tấn là bằng là chúng ta sẽ chia cho 100. 5 mà ta chia cho 100 là bằng 0,05. Bây giờ số 0 này nè, ta cộng với 2 là bằng là 2, như vậy là 2,05. Rồi bài này sao đây? Bài này là ta lấy 90 kg này là chúng ta sẽ chia cho 100. Chia cho 1.000 nhầm. Chia cho 1.000 này, cái này là sao đây? Như đây là hai chữ số đúng không? Như là bằng là 0,090. Đó. Như vậy con chữ số 0 cuối này chúng ta bỏ đi. Bỏ đi. Như còn lại là số 1. 1 này ta cộng với số 0 này là 1,09. Thêm số 0 này vào đây cũng được, còn không bỏ đi cũng được. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 1. Số thập phân. 9 tấn 8 tạ đổi ra tấn. Tạ này đổi ra tấn là bằng là 0,8. Như vậy bằng là 9,8 tấn. Kilogram. Đây, bài này nó cũng tựa giống này. Nhưng mà cái này khác này. Tạ này khác này. Bây giờ tạ mà đổi ra kilogram rồi cộng với cái này rồi sau đó đổi tấn ha. Tạ mà đổi ra kilogram là bằng 200. 200 ta cộng với 7 là bằng là 207 kg. Rồi từ đây chúng ta đổi ra tấn.
Cái này chúng ta sẽ chia cho 1.000. Chia 1.000 như vậy là bằng là 0,2007 tấn. Rồi, từ gam mà đổi ra kg. Như vậy này chúng ta sẽ chia cho 1.000. Chia 1.000 là bằng là 4,150. 150 thì thêm chữ số 0 là được. Cũng được, còn không bỏ đi cũng được, nó không có sao hết. Rồi đây là kg, kg như vậy để giữ nguyên. Còn này chúng ta sẽ chia cho từ gam mà đổi ra kg, chúng ta sẽ chia cho 1.000. Chia 1.000 là bằng là 0,8. 0,8 là cộng với 9 là bằng là 9,8 kg. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Trung bình mỗi ngày một con voi ăn hết là 150 kg thức ăn, gồm là cỏ, lá cây, trái cây, vân vân, nói chung là thực vật. Hỏi trong vòng 30 ngày con voi đó ăn hết là bao nhiêu tấn thức ăn? Như ở đây người ta là tính theo kg, mà dưới này người ta là tính theo tấn. Thì khi đó chúng ta sẽ nhân rồi chúng ta sẽ đổi ra tấn. Số thức ăn con voi ăn trong 30 ngày là như vậy, mà một ngày là 150 kg, ăn hơi nhiều, nhân cho 30 bằng 15 mà nhân cho 3 là 45, 0,0 kg. Rồi từ đây chúng ta sẽ đổi ra tấn là bằng là tấn mà chúng ta sẽ chia cho 1.000. Chia 1.000 là bằng là 4,5 tấn. Đáp số 4,5 tấn. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.